Vừa trước đó người đàn ông này còn đang bị truy sát, ngay sau đó thì lại bị nữ đế yêu cầu làm phu quân. Chỉ bởi vì cô ấy thân là nữ đế của Đại Yên Hoàng Triều, cho nên cô bị các đại thân ép phải nhanh chóng kết hôn. Nữ nhân không muốn chịu sự kiểm soát từ các đại thần, thế là cô sử dụng thời không triệu hồi ra Nô Phổ, sau đó dùng người này như một người chồng trên danh nghĩa. Nhưng trong quá trình đó lại xảy ra sự cố, khi mà người mà cô triệu hồi lại là một sát thủ kim bài tên là Tiêu Thiên. Đối diện với người phụ nữ này thì Tiêu Thiên cũng hơi khó hiểu. Rõ ràng là vừa nãy anh còn bị truy sát và bao vây, tại sao lúc này lại xuyên không tới đây? Đã thế còn em gái mút trắng trẻo nõn nà này là ai? Nữ đế cũng có chút không hiểu, tại sao cô lại triệu hồi ra một người bình thường không có một chút tu vi nào. Đối diện với sự tò mò của đối phương, cô ấy liền giải thích, cô là nữ đế của Đại Yên Hoàng Triều. Mục đích cô triệu hồi anh tới chỉ có một, đó chính là để anh làm thân vương của Đại Yên, nói cách khác là phu quân của cô. Tiêu Thiên đã sốc rồi càng thêm sốc hơn. Anh cần có thêm thời gian để tiêu hóa lượng thông tin này. Ngươi không cần lo, chúng ta chỉ là trên danh nghĩa thôi mà, ngươi cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Đối diện với yêu cầu như vậy, Tiêu Thiên tất nhiên là rất vui. Có phải là sau này anh ta làm gì cũng được không? Cô gái nói đúng thế, thích tiền có tiền, thích rượu có rượu. Tiêu Thiên phấn khích và nói rằng vậy còn đợi gì nữa, lên giường đi baby. Nữ đế nói rằng về mặt tình dục khó lòng mà cô đảm bảo thỏa mãn anh, nhưng những thứ khác thì có. Sau đó cô ta bảo Tiêu Thiên nghỉ ngơi trong phòng. Trên tay Tiêu Thiên có một cái vòng, người đeo vòng tay không thể làm người triệu hồi mình bị thương. Khi Tiêu Thiên nhìn chiếc vòng tay, đột nhiên anh thấy một hệ thống hiện lên. Nó hỏi Tiêu Thiên có đồng ý tiếp nhận hệ thống cường trí tôn này không. Tiêu Thiên vui mừng khi thấy được chuyện này, tất nhiên là đồng ý rồi. Từ nhỏ, Tiêu Thiên đã là trẻ mồ côi và được đào tạo trở thành một sát thủ. Trong tổ chức, anh vì sinh tồn mà không ngừng nâng cấp năng lực. Anh giết người là vì để hoàn thành nhiệm vụ. Giờ đây anh đã xuyên không và còn sở hữu hệ thống, được thế thì còn gì bằng nữa. Tiêu Thiên vừa mới tỉnh lại, anh phát hiện bên cạnh có một mỹ nữ nóng bỏng. Anh ta không hiểu gì và hét lên. Anh không hề nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Thiên vốn dĩ là kim bài sát thủ của một tổ chức, nhưng trong một nhiệm vụ, anh đã bị tổ chức phản bội. Bọn họ đưa Tiêu Thiên vào một cái bẫy. Vào lúc nguy hiểm, Tiêu Thiên đột nhiên bị một nữ đế ở thế giới khác dùng pháp bảo để triệu hồi. Thậm chí cô ta còn yêu cầu Tiêu Thiên phải làm chồng của cô. Chỉ cần anh đồng ý thì từ nay về sau, anh sẽ chẳng phải làm gì cả và có thể thoải mái tận hưởng vinh hoa phú quý. Thấy điều kiện tốt như thế, Tiêu Thiên vô cùng vui mừng. Anh ta lập tức đồng ý. Anh ta muốn được lên giường ngay lập tức, nhưng nữ đế nói hôm nay không được và bảo anh nghỉ ngơi. Sau đó cô ta đưa cung nữ ra ngoài. Cô ta vừa đi thì trước mặt Tiêu Thiên xuất hiện một hệ thống. Nó hỏi anh có đồng ý tiếp nhận không. Tiêu Thiên định ấn có nhưng anh lại ấn không, vì anh nghĩ giờ đây anh chỉ cần hưởng thụ mà chẳng cần làm gì cả. Cần quái gì hệ thống rồi lại phải làm nhiệm vụ. Hệ thống nhận được phản hồi và chuẩn bị xóa bỏ ký ức của Tiêu Thiên, sau đó đi tìm mục tiêu khác. Thế nhưng thật kỳ lạ, có lẽ do Tiêu Thiên là một người xuyên không tới từ trái đất, hệ thống này không có cách nào rời khỏi anh. Nó chỉ có thể tiếp tục hỏi Tiêu Thiên xem có đồng ý làm chủ nhân của mình không. Tiêu Thiên thấy nó đáng thương nên anh đã chấp nhận. Thôi thì cho nó một cơ hội, anh còn đặt tên cho hệ thống của mình. Sau khi hệ thống nhận Tiêu Thiên là chủ nhân thì nó đưa ra bảng hiển thị. Nó bảo Tiêu Thiên mau đi thu thập nguồn khí, nếu không nó sẽ bị xóa sổ. Hơn nữa ngay cả bản thân Tiêu Thiên cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Thiên làm theo yêu cầu của hệ thống và nén đi khí của mình. Anh cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể và hỏi hệ thống rằng rốt cuộc năng lực của anh bây giờ là mạnh hay là yếu. Hệ thống giải thích rằng anh là một người tới từ trái đất. Nói một cách khác, sức mạnh của anh đã vượt qua phạm trù có thể đo lường được ở thế giới này. Tiêu Thiên chỉ nhổ nước bọt cũng làm thủng trần nhà. Anh quyết định tìm một nơi nào đó để kiểm chứng năng lực. Anh ta tới nơi diễn võ ở hoàng cung. Anh ta lấy một thanh đao và chuẩn bị thử. Anh chỉ dùng tay bẻ nhẹ thì nó đã gãy. Rõ ràng là sức của anh quá mạnh ở thế giới này. Cần phải nói rằng thanh đao này không phải là một vật phẩm tầm thường, nó cũng được coi là một báu vật. Tiêu Thiên nhìn thấy một thanh kiếm cực phẩm, anh ta vừa nhìn đã bị nó thu hút. Anh thừa lấy nó chặt vào tay. Ai ngờ anh chẳng những không bị đau mà thanh kiếm còn bị nứt. Sau hai lần thử nghiệm thì Tiêu Thiên đã chắc chắn, có vẻ như sau này anh chẳng cần phải sử dụng binh khí gì cả. Sau đó anh rời đi rồi về phòng đi ngủ. Sau một giấc mộng đẹp, anh tỉnh lại thì phát hiện rằng nữ đế đang không mặc gì nằm cạnh mình. Tiêu Thiên sợ hãi và trùm chăn lên người. Sau đó anh hỏi cô ta đã làm gì với mình tối qua. Nữ đế xấu hổ rồi đỏ mặt nói tối qua cô còn chưa làm đủ thì anh đã đi ngủ. Tiêu Thiên vừa mới ngủ dậy, anh ta phát hiện bên cạnh có một cô em xinh đẹp. Anh ta sợ hãi trùm chăn e thẹn không biết xảy ra chuyện gì. Không lẽ hai người đã xảy ra chuyện gì rồi? Nữ đế thấy tay Tiêu Thiên chạm vào, cô ta liền đỏ mặt. Cô ta cố ý kìm nén rồi đổi chủ đề. Cô ta hỏi Tiêu Thiên tối qua ngủ ngon không? Tiêu Thiên không biết trả lời sao. Ngủ thì ngon đấy, nhưng sao cô lại ở đây? Nữ đế liền nói rằng cô ta chỉ giả vờ làm như vậy để qua mắt các đại thần. Bởi vì nếu ngày tân hôn mà ngủ riêng thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Hôm nay ta sẽ cử hạ nhân tới, ngươi muốn gì chỉ việc nói. Sau này ta sẽ tới thường xuyên hơn. Dù gì đi nữa thì ta cũng thật lòng xin lỗi khi đã triệu hồi ngươi tới đây. Nữ đế rời khỏi căn phòng, nhìn vóc dáng của người vợ trong thế giới này của mình. Tiêu Thiên không khỏi cảm thán, quả nhiên là nữ đế, khí phách thật phi thường, không những xinh đẹp mà còn sở hữu quyền lực. Tiêu Thiên nghĩ rằng ngày tháng tốt đẹp đã tới với mình, thôi thì cứ ở thế giới này hưởng thụ. Trong khi đó, nữ đế đang đọc các sớ văn báo cáo và cảm thấy tình hình rất phức tạp.
Giờ đây một nữ nhân khác xuất hiện, bởi vì có vẻ như phía Man tộc đang có động tĩnh, có khả năng là có người đứng sau thao túng. Thánh sư phụ trách việc điều tra động thái này sớm đã rời khỏi vương đình, không ngờ tên đó lại tự mình xuất sơn. Như này thật khiến nữ đế gặp khó, chắc chắn phải lôi tên đó về trị tội. Nữ đế ra lệnh vài ngày sau sẽ xuất quân thảo phạt, nhất định phải khiến cho đối phương biết thế nào là lễ độ, cho chúng biết thực lực của Đại Yên vương triều của ta. 3 ngày sau, nữ đế mặc bộ giáp chiến đấu. Cô hỏi trung tướng quân rằng đã sắp xếp ổn thỏa cả chưa. Tướng quân nói nữ đế yên tâm vì cô đã sắp xếp hết cả rồi. Cô cũng nói về việc nữ đế đã quá nuông chiều Tiêu Thiên, rõ ràng là một nam nhân mà lại chẳng làm được cái tích sự gì. Thế nhưng cô không biết rằng nữ đế từ vài ngày trước, cô đã ngủ bên cạnh Tiêu Thiên một đêm. Bất ngờ là sau đêm đó, tu vi và thực lực của cô tăng một cách chóng mặt. Sau vài ngày ngắn ngủi đó, toàn bộ các đại thần phải khiếp sợ và phục tùng sự uy nghiêm của nữ đế. Giờ đây nữ đế rất tự tin, cô ngay lập tức phát hiệu lệnh tiến quân hướng về phía bắc. Trong lúc nữ đế thống lĩnh đại quân, một nữ tử nào đó xuất hiện trên một cái cây ở phía đằng xa. Cô gái tóc vàng xinh đẹp này tên là Trung Linh. Không lâu trước kia, cô nhận được một mệnh lệnh, đó chính là phải âm thầm bảo vệ Tiêu Thiên. Thân phận của Tiêu Thiên không hề đơn giản, anh là thân vương của Đại Yên vương triều, cũng chính là phu quân của Đại Yên hoàng triều nữ đế. Lai lịch của Tiêu Thiên thực chất là một người ở thế kỷ 21 được nữ đế triệu hồi. Hôm nay là ngày nữ đế xuất quân, cô đem theo đại quân để đi đại phá Man tộc ở phía bắc. Trước khi đi, cô đã giao cho Trung Linh một nhiệm vụ là phải bảo vệ Tiêu Thiên. Thế nhưng trong mắt của các nữ tử, ai ai cũng coi Tiêu Thiên chỉ là một tên vô dụng. Bọn họ còn không hiểu tại sao nữ đế lại thành thân với tên này. Trong lúc Trung Linh không để ý, đột nhiên cô phát hiện có kẻ địch từ trong bụi. Tuy nhiên Trung Linh cũng không vội vã và suy nghĩ rằng để xem tên Tiêu Thiên này có bị dọa đái ra quần không. Ai ngờ Tiêu Thiên không hề sợ hãi, anh còn tiêu diêu tự tại ăn thịt nướng của mình. Anh ta vừa ăn và vừa thốt lên khen ngon, thậm chí còn trêu đùa hệ thống không có mồm để ăn. Sau đó, đám đạo tặc kia đi tới trước mặt của Tiêu Thiên. Tên đại ca hỏi tứ đệ của hắn xác nhận xem có đúng là tên này là người cần bắt hay không. Tại sao phu quân của nữ đế trông lại thảm hại thế này được? Trung Linh theo phía sau cũng đồng ý với lời nhận xét này. Tai họa sắp ập tới đầu rồi mà Tiêu Thiên vẫn bình tĩnh ăn uống. Rốt cuộc là Tiêu Thiên ngu ngốc hay là dũng cảm vậy? Trung Linh thông qua diện mạo của những kẻ này và nhận ra, đây là người của phân lầu Huyết Vân lầu. Bọn chúng đang nhân cơ hội để ra tay với Tiêu Thiên. Cô ta lập tức thi triển thân pháp, sau đó cô bay tới chỗ Tiêu Thiên nhằm cứu lấy anh. Chỉ có điều cô vừa đặt chân xuống đất đã nhận ra có điều không ổn. Có vẻ như cô đã vô tình rơi vào trận pháp của bọn chúng. Trận pháp này của bọn chúng là trận pháp cấp 6. Có vẻ như bọn chúng sớm đã có sự chuẩn bị. Trung Linh rất bất ngờ. Dù gì thì chúng cũng biết về lai lịch bất phàm của cô, cho nên việc bọn chúng có sự chuẩn bị là việc dễ hiểu. Tiêu Thiên vẫn bình tĩnh ăn còng gà. Sau đó anh hỏi hệ thống về việc làm cách nào để hóa giải trận pháp kia. Hệ thống ngay lập tức hiển thị ra một bảng chỉ dẫn. Nó nói ra những thông tin về trận pháp này. Trung Linh cũng đã động tay vào kiếm. Cô đang chuẩn bị hóa giải trận pháp này. Tuy nhiên kẻ địch sớm đã có sự chuẩn bị. Chúng bảo cô đừng có phí công vô ích làm gì cả, bởi vì trận pháp này đặc biệt là làm ra để dành cho cô. Trung Linh tò mò và hỏi tại sao các ngươi lại biết yếu điểm của ta. Một tên cởi bỏ lớp mặt nạ của mình. Sau đó hắn nhìn Trung Linh và hỏi cô còn nhớ ta không. Không lâu sau, hai người bị kẻ địch dẫn vào một hang động. Trung Linh bị trói lấy. Cô vẫn không thể tin được rằng tại sao Tiêu Thiên vẫn còn sống. Tiêu Thiên lúc này bình tĩnh và đứng dậy. Nếu như mọi người đã quen biết rồi thì ta không khách sáo nữa, ta đi trước đây. Tên mặt sẹo thấy thế liền túm lấy Tiêu Thiên và nói, này tiểu tử, ngươi vẫn chưa biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào sao? Đường đường là một nam nhân, những Tiêu Thiên lại bị người khác coi là kẻ bám váy phụ nữ. Hôm nay Tiêu Thiên bị đám sát thủ bắt cóc. Tên mặt sẹo nói nếu Tiêu Thiên muốn giữ lấy mạng sống thì anh cần phải làm theo lời của bọn chúng, đó là ném Trung Linh xuống nước. Tưởng rằng Tiêu Thiên sẽ từ chối, ai ngờ anh lại vui vẻ và đồng ý rằng mình sẽ làm thế. Những tên này thấy hành vi của Tiêu Thiên và có chút khó hiểu. Bọn chúng không hiểu tại sao Tiêu Thiên lại làm vậy. Tên mặt sẹo lấy ra một lọ thuốc độc, hắn muốn Tiêu Thiên sử dụng thứ này và sau đó hắn có thể khống chế anh. Ai ngờ hắn còn chưa hiểu điều gì thì Tiêu Thiên đã trực tiếp lấy lọ thuốc độc trước mặt mọi người, anh đổ thẳng nó vào mồm. Uống xong, Tiêu Thiên còn trả lại cái bình cho tên mặt sẹo. Sau đó anh hỏi là giờ mình có thể đi chưa. Chính vì hành vi chẳng biết sống chết là gì của Tiêu Thiên, nó lại vô tình khiến cho những tên này khó hiểu và cảm thấy lo lắng. Bọn chúng không hiểu tại sao Tiêu Thiên lại có thể dễ dàng nghe lời của mình tới vậy. Thấy Tiêu Thiên làm theo lệnh của đối phương một cách vô điều kiện, Trung Linh tức giận và mắng Tiêu Thiên đúng là kẻ lòng lang dạ sói. Tên mặt sẹo nói rằng kẻ biết thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Cô đừng có tưởng ai cũng ngu ngốc rồi chịu chết như cô. Hơn nữa Đại Yên hoàng triều này chẳng bao lâu nữa đâu, nó cũng sẽ sụp đổ mà thôi. Tiêu Thiên chen ngang lời bọn họ, anh nói rằng mình đã làm theo yêu cầu rồi, bây giờ ta đã có thể đưa cô gái này đi chưa. Tuy nhiên Trung Linh không hề biết ơn mà còn lớn tiếng, đừng có giả vờ tốt bụng, ta không cần ngươi cứu. Tuy nhiên những tên này làm sao có thể dễ dàng mà thả họ đi được. Tiêu Thiên không hề muốn chuyện này làm ảnh hưởng tới cuộc sống vô lo của mình, anh chỉ muốn đưa Trung Linh đi. Nhìn thái độ không chút lo lắng của Tiêu Thiên, hai tên thuộc hạ của tên mặt sẹo cảm thấy khó chịu. Bọn chúng muốn lao lên dạy cho Tiêu Thiên một bài học. Thấy hoàn cảnh trước mắt, Trung Linh bất ngờ lo lắng cho Tiêu Thiên. Cô không nghĩ Tiêu Thiên có thể đỡ được đòn của họ. Một tên lao lên túm lấy tóc của Tiêu Thiên. Có vẻ như những tên này đã chọc giận Tiêu Thiên.
các ngươi không thể ăn nói đàng hoàng sao, sao dám túm tóc ta? Cuộc đời của ta đây ghét nhất là bị người khác chạm vào tóc. Tiêu Thiên đấm tên túm tóc một phát, chỉ một cú đấm mà khói bụi mù mịt. Kẻ địch còn không thể tưởng tượng được sức mạnh của cú đánh. Nó khiến cho ngọn núi còn thủng hẳn một lỗ to. Sau đó, Tiêu Thiên tấn công hai tên khác. Kết quả là bọn chúng cũng giống như tên vừa rồi đó là bỏ mạng. Tên mặt sẹo thấy hoàn cảnh này, hắn ta sợ hãi ngồi bệt xuống và không dám động đậy. Tiêu Thiên tới trước mặt hắn và hỏi: "Ta đây chỉ là muốn sống một cuộc sống bình thường thôi. Tại sao các ngươi cứ thích làm phiền ta thế hả?" Tên mặt sẹo sợ hãi khóc lóc và đái cả ra quần. Hắn nhận ra Tiêu Thiên là một người không thể động vào được. Hắn khấu đầu xin Tiêu Thiên tha mạng nhưng mọi thứ đã quá muộn. Tiêu Thiên lập tức kết liễu hắn khiến hắn tan biến trong cõi đời. Trung Linh bị trói và chứng kiến tất cả những điều này. Lúc này cô bị sốc và không thể nói được một lời nào. Nội tâm cô lo lắng vì không biết bản thân có bị Tiêu Thiên kết liễu không. Cô chỉ biết cúi đầu và xin lỗi anh. Xin thân vương hãy tha cho ta một mạng.